luôn được xem là con cưng của các thương hiệu lớn như là Versace, Dior hay là Louis Vuitton hay Gucci. Fashionista Quỳnh Anh Xin đã tiếp tục khẳng định vị trí của mình khi được nằm trong danh sách Best Street Style, thời trang đường phố đẹp nhất tại Milan Fashion Week 2022 do tạp chí danh tiếng Vogue bình chọn. Ngay lần đầu tiên chào sân Milan Fashion Week 2022, Quỳnh Anh Xin đã gây ấn tượng mạnh tại buổi biểu diễn của thương hiệu Diesel với đôi chân thon dài thẳng tắp trong bộ váy màu vàng ánh nhũ kết hợp cùng với kính râm. Tiếp đó, nữ fashionista đã trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam được mời tham gia buổi trình diễn của Onitsuka Tiger, một thương hiệu thời trang đến từ Nhật Bản. Tại sự kiện, phiên bản Quỳnh Anh Xin năng động, trẻ trung xuất hiện ấn tượng cùng với hàng loạt sao lớn khác. Không chỉ được mời tham dự mà trong buổi diễn của bộ sưu tập Ready to Wear xuân 2023 của nhà mốt Moschino, Quỳnh Anh Xin còn xuất hiện với tư cách khách mời Global VIP và ngồi tại hàng ghế front row quyền lực. Chiếc đầm thú vị với hình dáng chiếc sofa của Moschino được Quỳnh Anh Xin lựa chọn kết hợp cùng với mái tóc và những phụ kiện cực chất đã giúp cô nàng lọt vào danh sách Best Street Style, thời trang đường phố đẹp nhất do Vogue bình chọn. Năm 78 phát đạn của kẻ điên, bộ phim của đạo diễn Lương Đình Dũng với sự tham gia của Hoa hậu Hồ Henie vừa được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chọn tham dự giải Oscar 2023. Tuy nhiên, tác phẩm bị chê bai về chất lượng và cũng thất bại về doanh thu đã khiến lựa chọn này vấp phải nhiều phản ứng. Cục trưởng Cục Điện ảnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc gia tuyển chọn phim tham dự vòng sơ tuyển phim truyện quốc tế Oscar 2022-2023 cho biết, năm 78 phát đạn của kẻ điên được chấm 9 điểm, số điểm đạt chuẩn và cao nhất nên được chọn đi tranh giải Oscar, vượt qua loạt phim Em và Trịnh, Mai Ca hay Dân chơi không sợ con rơi. Năm nay, Viện Hàn Lâm yêu cầu phim phát hành từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 30 tháng 11 năm 2022, cùng nhiều yêu cầu về định dạng, dạng phim, độ phân giải, âm thanh, đến các tiêu chí như dài hơn 40 phút, có hơn 50% lời thoại thuộc ngôn ngữ khác tiếng Anh, thời gian trụ rạp ít nhất là 7 ngày, không được phát hành công khai dưới bất kỳ hình thức nào khác trước khi chiếu rạp. Tuy nhiên, theo giới chuyên môn, năm 78 phát đạn của kẻ điên còn nhiều điểm trừ, trong đó diễn xuất của dàn cast gồm Ngọc Tình, Hồ Henie bị chê. Sau 2 tuần ra rạp, phim có doanh thu thấp. Đến ngày 1 tháng 6, đạo diễn Lương Đình Dũng đã quyết định xin rút phim khỏi hệ thống rạp chiếu ở Việt Nam. Bên cạnh đó, hạng mục phim quốc tế xuất sắc tại Oscar thường nhắm vào những phim có mức độ nghệ thuật, hàn lâm đậm đặc, đôi khi còn đậm hơn cả giải phim hay nhất của Oscar. Yếu tố này cũng chưa được năm 78 phát đạn của kẻ điên thể hiện rõ nét. Ca sĩ nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh đã ra mắt MV Đa Đoan mang màu sắc hiện đại sôi động, đánh dấu một màu sắc khác mới mẻ của anh. Đặc biệt, ca khúc được Phan Mạnh Quỳnh sáng tác dựa trên câu chuyện từ một người bạn bị chi phối, thao túng trong chuyện tình cảm. Ca khúc Đa Đoan nói về những cô gái trong cùng hoàn cảnh với người bạn của Phan Mạnh Quỳnh, rơi vào một tình yêu nửa vời mà không thể dứt khoát buông tay. Cảm giác mọi thứ nằm trong một vòng luẩn quẩn, rất khó khăn để thoát ra, cũng giống như bị chi phối về mặt tình cảm hay nói cách khác là thao túng tâm lý. Hình ảnh MV không chỉ truyền tải một câu chuyện mà thể hiện tới 3 câu chuyện tình yêu khác nhau của 3 người phụ nữ. Mỗi câu chuyện lại phản ánh một khía cạnh trong sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh. Sau những ca khúc trữ tình, nhẹ nhàng, Đa Đoan lại có giai điệu khá sôi động, trẻ trung. Phan Mạnh Quỳnh cho biết anh muốn làm những ca khúc có năng lượng hơn trong năm nay. Mọi người có thể quen thuộc với Phan Mạnh Quỳnh qua dòng nhạc phim với chất tự sự êm đềm, nhưng trước đó anh cũng thành công với dòng nhạc hiện đại, nhất là với bản hit từng gây bão mang tên Vợ Người Ta. Là á quân mùa giải cuối cùng của chương trình Việt Nam Idol, Việt Thắng từng gây ấn tượng mạnh bởi phong cách năng động cùng những bài ballad buồn. Mới đây, nam ca sĩ đã bất ngờ tung MV được làm lại từ ca khúc Chẳng biết nói gì ngoài những lời yêu đã từng ra mắt năm 2020 của chính anh. Giữa lúc thị trường V-pop tháng 9 liên tục xuất hiện những sản phẩm âm nhạc thuần ballad với giai điệu da diết chan chứa nỗi buồn, thì MV remake Chẳng biết nói gì ngoài những lời yêu của Việt Thắng như một làn gió mới sôi động, trẻ trung với nội dung là lời thổ lộ vô cùng ngọt ngào của chàng trai dành cho cô gái mà mình thầm mến. Chẳng biết nói gì ngoài những lời yêu dễ dàng chiếm cảm tình của khán giả. Bởi những cảnh quay mộc mạc, giản dị nhưng vô cùng đáng yêu, qua đó người xem cũng có thể tập trung vào âm nhạc mà không bị cốt truyện chi phối. Chất giọng ngọt ngào, trầm ấm và cách xử lý mượt mà, trầm bổng, luyến lấy của Việt Thắng cũng khiến người nghe dễ dàng cảm nhận. Ca khúc Chẳng biết nói gì ngoài những lời yêu đã từng được Việt Thắng ra mắt lần đầu tiên vào năm 2020. Khi đó, nam ca sĩ kết hợp cùng Masew và chàng nhạc sĩ trẻ Nguyên Zenda để cho ra mắt một ca khúc thuộc thể loại dance pop với giai điệu tiết tấu bắt tai. Trước đó, Việt Thắng đã có một thời gian vắng bóng tại thị trường âm nhạc Việt Nam. Là á quân mùa giải cuối cùng của chương trình Việt Nam Idol, Việt Thắng từng gây ấn tượng mạnh bởi phong cách năng động cùng những bản ballad buồn. Tuy nhiên, con đường âm nhạc của Việt Thắng sau khi rời cuộc thi lại chưa có nhiều khởi sắc.